Lúc 8 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 7 năm 2024, hai xe chuyên dụng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Khoảng 40 phút sau, hai xe của Bộ Công an rời đi. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe biển xanh khác có gắn còi hụ của cảnh sát xuất hiện trước ngôi nhà của ông Lê Quang Vinh, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đảo Phú Quý, tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, ngày 1 tháng 0 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tiếp đó, ngày 26 tháng 0 năm 2024, Bộ Công an cho biết đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can, trong đó có ông Lương. Những người bị bắt trong vụ án này gồm: ông Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu bí thư huyện ủy Bắc Bình; bà Ngọc Điệp, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết; ông Hồ Như Hải, cựu phó giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận; ông Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp chi cục quản lý đất đai Bình Thuận, phó giám đốc tài chính, thường trực hội đồng thẩm định giá đất; ông Hồ Lâm, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. Đường tuyến quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vốn nhỏ hẹp với hai làn xe này đã trở nên thông thoáng hơn khi hàng trăm ngôi nhà ở hai bên đường được giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng. Trước đây, khi trời mưa, nước thường xuyên ngập úng do hệ thống thoát nước kém. Tuy nhiên, với dự án mở rộng, con đường được nâng cấp với hệ thống cống rãnh thoát nước mới, giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng. Dự án mở rộng quốc lộ 50 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối tiếp giáp danh tỉnh Long An, với tổng chiều dài gần 7 km và mặt cắt ngang 34 m. Dự án bao gồm việc mở rộng đường, xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào cuối năm 2022, dự án mở rộng quốc lộ 50 được triển khai trước phần đường song hành, nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tai nạn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở rộng đường cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân sinh sống hai bên tuyến đường. Người dân địa phương tỏ ra vui mừng và đồng tình với dự án, bởi lẽ sau nhiều năm chờ đợi, con đường đã được nâng cấp, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt giữ các bị can trong vụ án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Lê Quang Vinh, bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đảo Phú Quý. Liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngày 26 tháng 6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can, trong đó có ông Lương. Danh sách những người bị bắt giữ gồm: ông Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu bí thư huyện ủy Bắc Bình; bà Ngọc Điệp, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết; ông Hồ Như Hải, cựu phó giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận; ông Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp chi cục quản lý đất đai Bình Thuận, phó giám đốc tài chính, thường trực hội đồng thẩm định giá đất; ông Hồ Lâm, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.